Xin chào tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn chuẩn bị thi tuyển sinh Trung học phổ thông quốc gia. Chúng ta đang giải đề thi trong ngân hàng đề thi qua các năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần điền từ vào đoạn văn. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng A hoặc B, C, D cho mỗi chỗ trống từ câu 36 đến câu 45. Rồi. Cái dạy bài tập này rất quen thuộc chúng ta ha. Chúng ta đọc và dịch, chúng ta sẽ làm từ từng câu một. Generation là thế hệ. Thế hệ kế tiếp của những người sử dụng điện thoại sẽ có lẽ cười gì đó. Chúng ta giải thích cái cách mà chúng ta Yusto đã từng đứng cạnh một bức tường trong nhà bếp để một cuộc gọi điện thoại. Rồi. Thì khi chúng ta dịch như vậy thì chúng ta biết rằng cái thế hệ này, cái thế hệ kế tiếp của những người sử dụng điện thoại sẽ có lẽ cười khi ha. Khi chúng ta giải thích thì khi là hợp nghĩa nhất trong trường hợp này. Còn chúng ta có trừ khi, trong khi, liệu, nếu không hợp nghĩa. Rồi, để mà gọi một cuộc điện thoại thì các bạn có từ call. Các bạn có từ call. Chúng ta có make a call hay là give a call, take a call hay là do a call. Thì chúng ta có gọi điện thoại thì chúng ta có make a call ha. Rồi. Trong trường hợp cụ thể này thì chúng ta make a phone call, rồi gọi điện thoại nha. Rồi. Khi dịch thì các bạn lưu ý chúng ta ưu tiên dịch giữa hai dấu phẩy trước nha. Rồi chúng ta dịch cái khúc này trước nè. Vì nó nằm giữa hai dấu phẩy. Rồi. Khi mà được nè, compare được so sánh nè. Cấp cao á. Highly advanced là được so sánh ở mức độ cao cấp với một cái tra khe một cái thập kỷ cách đây ha. Đó, khi mà được so sánh ở vào cái công nghệ cao cấp cách đây một thập kỷ rồi thì cái truyền thông di động ha, chúng ta tạm dịch truyền thông di động mobile communications là truyền thông nè, di động nè, sẽ hoàn toàn thay đổi sự giao tiếp trong những năm vài trong một vài năm sắp tới. Rồi, tiếp. Bây giờ cái chữ chúng ta điền số 38 là nó đứng đầu câu ha. Rồi, chúng ta có dịch bình thường thuốc câu này nha. Có hàng triệu người sử dụng điện thoại di động. Phải nha. Cái này là nhưng hay là cái gì đó ha. Hầu hết người ta biết gì đó về cái ngành ngành công nghiệp nè, truyền thông di động và công nghệ của nó. Rồi, chúng ta dịch lại một lần nữa để chúng ta xem hai cái ý này như thế nào để chúng ta chọn những cái liên từ này cho nó phù hợp. Có hàng triệu người sử dụng điện thoại di động. Hầu hết người ta biết gì đó về cái ngành công nghiệp truyền thông di động và công nghệ của nó. Thì chúng ta thấy là có hàng triệu người sử dụng điện thoại di động, hầu hết người ta biết. Đoán được chỗ này là chữ X nè ha. Rồi. Thì chủ chỗ này các bạn, chúng ta chọn chữ dù cho hợp nghĩa nhất. Dù cho có hàng triệu người sử dụng điện thoại di động, hầu hết người ta biết rất ít về cái ngành công nghiệp và công nghệ của nó. Rồi chúng ta chọn làm câu 39. Câu số 39 chúng ta sẽ chọn cái từ nào đó nghĩa là ít thì sẽ đúng. Rồi. 39 nha. Các bạn thấy là nếu như chúng ta chọn là no, some, about là nghe có vẻ không trôi, không có trôi chảy ha. Feel là sai nha, biết biết là không đếm được nên không dùng feel.
xong thì có thể là biết thì có thể là xong thì có thể vừa đếm được vừa không đếm được, sử dụng cho cả hai loại danh từ. Còn loss này phải có chữ of phía sau ha, hay là a lot of, hay là loss of ha, có s of. Rồi vậy thì biết rất ít thì chúng ta có chữ little đây là đẹp rồi. Little ở đây nó nghĩa là bằng không luôn các bạn. Nếu như các bạn theo dõi video của các đề thi trước đó thì các bạn sẽ thấy giải thích rằng chữ little gần như bằng no, a little có nghĩa là còn có một chút ha, còn little có nghĩa là hầu như không có luôn, biết biết cực ít chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta làm câu số 40. Làm 40 thì nó ở hơi xa nhưng mà chúng ta cũng nên ha, xem những câu này để chúng ta hiểu cái đoạn đoạn văn chúng ta sẽ dễ làm. Có 3 loại của điện thoại di động các bạn, DSA, những loại này loại cầm tay nè, loại cầm tay mà bỏ túi ha, và loại transportable là loại có thể là di chuyển đem đi được á. Thì loại này chúng ta có thể tạm hiểu nó là cái loại mà gắn trên xe, loại là gắn trên xe cấp cứu cứu thương gì đó ha. Còn loại handportable là loại to á, giống như là điện thoại to á, cầm đi theo, còn này nhỏ bỏ túi. Rồi the smallest, cái nhỏ nhất và phổ biến nhất nè là cái portable hand pocket size, là cái điện thoại portable là mang theo đi đây đi đó được. Pocket size là bỏ túi, hand ha, tay, điện thoại cầm tay bỏ túi là phổ biến nhất và nhỏ nhất. Những cái điện thoại này làm việc dựa vào pin, battery pin, rechargeable batteries là pin có thể sạc lại được. Cái mà cho phép một cái gì đó off, một cái gì đó off, cái mà cho phép một cái gì đó off lên tới cuộc hội thoại 80 phút. Rồi chúng ta thấy nè, 80 phút nha, amount, an amount off là cộng danh từ không đếm được nha các bạn. Thì chữ phút này đếm được nên là chúng ta không có chọn nó. Account là một, an account là một tài khoản của ha, một hoạt động của câu D, an average có nghĩa là trung bình ha. Chúng ta có an average trung bình lên tới cuộc hội thoại 80 phút. Điện thoại nè, cái mà được gắn vĩnh viễn trong một chiếc xe do not gì đó vào cái pin rời. Điện thoại cái mà được gắn vĩnh viễn trong một chiếc xe thì không gì đó trên cái pin rời. Rồi chúng ta có từ on là từ quan trọng ha, coi từ là đi với từ on. Rely on có ha, insist on có luôn, carry on có luôn, create on cũng có thể có luôn. Thôi vậy thì chúng ta sẽ xét tới nghĩa nha. Điện thoại cái mà được gắn cố định trong một chiếc xe không phụ thuộc vào pin rời, pin riêng đó, ha. Thôi vậy thì chúng ta sẽ chọn cái từ rely on là phụ thuộc vào. Còn những cái chữ nè, tạo ra nè, mang nè, khăng khăng đòi không hợp nghĩa trong trường hợp này. Chấm nè, chúng đòi hỏi một cái area là cái anten external gắn ngoài trên cái xe. Rồi trên cái xe điều này có thể nghĩa là một cái tín hiệu mạnh hơn với cái gì đó rõ ràng hơn. Rồi với cái gì đó rõ ràng hơn, tín hiệu stronger signal, tín hiệu mạnh hơn với cái gì đó rõ ràng hơn. A người ta cho chúng ta là wave là sóng nha, thư nè, speech là tiếng nói nè,
speed, tốc độ. Thì điều này có nghĩa là một cái tín hiệu mạnh hơn với một cái giọng nói ha, âm thanh rõ ràng hơn. Còn sóng hơn là không có đúng nha. Tín hiệu rõ ràng hơn với sóng lớn hơn chẳng có ý nghĩa gì hết ha. Ở đây có nghĩa là ý nói tín hiệu rõ ràng hơn thì cái đoạn hội thoại á, nó rõ ràng hơn, ý là vậy. Rồi, transportables là những cái mà di chuyển nè, những cái mà đem đi được á, hai điện thoại đem đi được á, có một cái high power capacity, có một cái công suất năng lượng lớn ha, và có thể được sử dụng gì đó mọi nơi, và có thể được sử dụng hầu như mọi nơi. Rồi, mostly anywhere, hardly hầu như không, chữ này sai chắc rồi. Most anywhere, most là tính từ ha, thông thường sau đó là danh từ. Rồi, chúng ta có almost là trạng từ nè, almost là trạng từ, nó đi chữ anywhere, almost anywhere, hầu như khắp mọi nơi. Còn mostly là không đúng các bạn, mostly là phần lớn, ở đây là hầu như khắp mọi nơi. Chúng come with là chúng đi với nè, những cái bags là những cái gói các bạn, gói cái cục gì đó, những cái cục pin. Powerful là cục pin rất là mạnh mẽ. For nè, cho cái sử dụng nè, liên tục dài hơn, và có lẽ có thể được đặt trong gì đó, một chiếc xe, vehicle, trong cái thiết bị sử dụng cái is electric, điện của nó. Rồi, và có thể đặt gì đó một chiếc xe, thì chúng ta biết như dịch như vậy chúng ta sẽ thấy rõ ràng là đặt trong một chiếc xe. Rồi, put into ha, rồi đặt vào trong. Còn put up with đó là có nghĩa là chịu đựng ha. Đó, chịu đựng không đúng, không có put on with thôi, put into cắt ra như vậy không ha. Rồi, đặt vào trong chiếc xe hợp nghĩa. Sử dụng cái điện của nó nè. Chúng gì đó thì bớt kia. Chúng gì đó thì bớt kia có nghĩa là cồng kềnh to lớn. Chúng thì gì đó cồng kềnh to lớn hơn là những cái thiết bị điện thoại cầm tay. Rồi, nếu chúng ta chọn they used to be, chúng đã từng cồng kềnh không ha, cái điện thoại gắn vào chiếc xe lúc nào cũng cồng kềnh các bạn. Have, they have to be, họ chúng phải ha, không ha. Tend to be, tend là khuynh hướng, cộng to cộng verb đẹp luôn. Are to be kỳ quá. Rồi, chúng ta chọn câu C nè. Tend to be là có khuynh hướng cồng kềnh hơn cái điện thoại cầm tay. Rồi, hợp nghĩa đẹp nghĩa luôn các bạn. Vậy là chúng ta đã xong cái phần điền từ và đoạn văn của ngân hàng đề thi A của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng các bạn có thêm nhiều kiến thức mới khi mà xem video này, và mong muốn được ủng hộ kênh của tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ làm phần tiếp theo, phần đọc hiểu của đề thi. Cảm ơn, xin chào tạm biệt các bạn.